Chào mừng các bạn đã quay trở lại với các video review của Crown Luxury. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ lại đến với một cái tên từ gia đình Rolex. Nhưng không phải là những chiếc đồng hồ thể thao hiệu suất cao như Cosmograph Daytona hay hầm hố như những người anh em Submariner, Sea Dweller. Chúng ta sẽ đến với một Rolex mang vẻ đẹp của sự cổ điển, sang trọng và không kém phần tinh tế. Đó chính là Rolex Challenger, là bộ sưu tập đồng hồ dày da duy nhất của hãng cho đến thời điểm này. Được ra đời vào thập niên 60 của thế kỷ trước, bộ sưu tập này là ý tưởng của Randall Jenneray, giám đốc marketing của Rolex lúc bấy giờ. Ý tưởng của ông là chế tạo những chiếc đồng hồ mang tính thẩm mỹ cao, chú trọng vào sự sang trọng và thanh lịch để làm phong phú thêm cho những bộ sưu tập của Rolex, vốn đã nổi tiếng với những chiếc đồng hồ thể thao dáng Oyster, sở hữu chức năng mạnh mẽ. Bộ sưu tập này được đặt theo tên của một bậc thầy điêu khắc và kim hoàn trong giai đoạn phục hưng ở Ý là ngài Benvenuto Cellini. Theo Rolex, những chiếc đồng hồ Cellini đánh dấu sự trở lại cội nguồn của chủ nghĩa cổ điển, tái hiện nó một cách hài hòa hoàn hảo. Không cầu kỳ và kiểu cách, Rolex Cellini nhấn mạnh vào sự tinh tế và khéo léo sử dụng các vật liệu như vàng và đá quý. Một số thiết kế nổi bật của bộ sưu tập này có thể kể đến như hai phiên bản Cellini King Midas và mã hiệu 4651 với bộ vỏ mang đường nét phá cách được thiết kế bởi ngài Tracenta. Hay Cellini The Nails và Chess Taylor đậm nét cổ điển ra đời vào thập niên 70. Quay trở lại với nhân vật chính hôm nay, chiếc đồng hồ Crown Luxury muốn giới thiệu đến các bạn chính là Rolex Cellini Time mang mã hiệu 50709 BKDBKL. Thiết kế này được cho ra mắt với hai biến thể mặt số trắng và đen. Trên tay tôi hôm nay chính là phiên bản mặt số đen đi cùng với bộ vỏ dáng tròn có đường kính 39mm, được chế tác từ vàng trắng 18K. Phần viên bezel được đính 62 viên kim cương cực kỳ rực rỡ. Núm vặn loe cũng là một điểm chấm phá mang đậm nét cổ điển trên bộ vỏ này. Bộ vỏ này có khả năng chống nước ở độ sâu tối đa là 50m. Tiếp theo, ta đến với phần mặt số của chiếc đồng hồ này. Phần nền sơn mài đen huyền bí đã thể hiện tốt vai trò của mình khi tạo được chiều sâu cho mặt số, cũng như làm nổi bật lên các cọc số và bộ kim được đặt trên đó. Ở đầu mỗi cọc số được đính thêm một viên kim cương khá nổi bật. Thay thế cho cọc số 12 giờ là logo và tên thương hiệu. Đặt tại vị trí 6 giờ là tên bộ sưu tập Cellini, rất đẹp mắt. Duy trì hoạt động cho chiếc đồng hồ là bộ chuyển động tự lên cót Caliber 3132, được phát triển từ nguyên mẫu Caliber 3130 với 31 chân kính, hoạt động ở tần số 28.800 VPH và cũng có khả năng dự trữ năng lượng tối đa 48 giờ. Sau đây là các thao tác điều chỉnh đồng hồ. Hiện nay, hầu hết các mẫu trong bộ sưu tập Cellini đã ngừng sản xuất và tại trang chủ của Rolex chỉ còn một cái tên duy nhất, đó là Cellini Moonface, được ra đời vào năm 2017. Tuy là một bộ sưu tập được ít người biết đến, nhưng với các fan lâu năm của Rolex thì Cellini vẫn là một dấu ấn mạnh mẽ về những thiết kế đậm chất cổ điển và sang trọng trong lịch sử phát triển của Rolex. Và vừa rồi là phần review về chiếc đồng hồ Rolex Cellini Time mang mã hiệu 50709 BKDBKL. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và mong rằng thông qua video vừa rồi, Crown Luxury đã giới thiệu đến các bạn một cái nhìn chi tiết về chiếc đồng hồ này. Hãy để lại cảm nhận của bạn ở phần comment bên dưới và đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng tôi nhé.